Xin chào các bạn. Bữa nay mình với lại mẹ với dạ chị mình, là nói chung là cả gia đình mình ra tỉa cao vườn ngó. Tại vì á, cái lá cao này nè, nó lên xanh quá trời xanh này nè. Nay hổm nay mưa lên quá trời, nhưng mà thật ra là tại vì bữa nay không đi chợ, không có mua đồ ăn cho nên không có rau ăn. Mẹ ơi, bà ngoại bắt mẹ lấy dao hai kéo. Để mẹ ăn dao đi cho dễ. Nè mẹ lấy dao đi. Để đi cho chơi mẹ. Đi đi con ở đây hay ớt. Đây. Dùng mẹ đừng có kêu nó hay ớt. Cay nó. Cay nó mẹ làm. Cay nó sao? Cay á mẹ mẹ. Đây có mấy sợi ưỡi nó nhỏ rồi chứ. Dạ, để hay bỏ đây nha mẹ. Để nó chị hai lấy ra cầm lên. Đây thấy tốt mệt trời không? Nè. Tháng mưa đó nó ra cái lá nó to hơn tháng nắng. Tháng nắng nè. Tháng nắng. Cái lá nó nhiễm mà nó bông không à. Ăn bông mà nó không ngon, còn không là còn lúc nào là nó bị rầy nè. Ê, đây con, đây con. Ôi đừng con giao, giao con đừng cầm nha. Giao là của bà ngoại, cái cây đó bỏ luôn vô. Cây đó thì cây đó. Đây 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 cho con nè, con bỏ vô. Trời. Mẹ cái này con cắt xác xuống nữa. Thôi để vậy đi, để vậy. Ừ, vì giỏi hết biết không? Để đây đây, theo ngoại lại đây. Giảm xuống. Rồi, cắt thêm nè. Đây. Tìa, tìa. Qua đây. Qua đây. Ôi ôi, vì giỏi quá vì ơi. Cái cây này nè vô. Gánh nó cầm dễ lắm. Mai giờ cắt cái cầm xuống cái đoạn nó lên nè. Để mai chị con cắt rồi con cầm xuống nè. Để giờ chặt cho nó sắp sát xuống ha, rồi mình lấy cái cây trên mình trồng, rồi cây dưới á nó dẫn lên cái lá nữa hả? Vậy hả? Là chừng khoảng chừng tháng nữa có ăn nữa hả? Nếu mà mình cắt nè. Chú lạ bắt con. Rồi đi như đây cho ăn hết. Thấy không? Cái ham hết chứ không? Cái này nè. Trước khi nấu canh phải dò nó mới ra cái nước ngọt. Ê, bơm. Ai kêu mẹ. Ơi đi nè. Ai kêu mẹ. Ủa đây có ai nữa không? Qua. Qua mới vậy. Ủa. Mẹ. Mẹ đưa con cái con dao đó ơi, con cắt vài cây con cạm xuống. Cắt lại cái bụng nè, cạm xuống cái mấy cái bụng nè. Nó mới màu. Dễ. Ơi đây nè, cái đấy. Mẹ ở đây nè, bú cái gì? Qua. Wow. Ừ, con Vi nó kêu qua. Thôi đi vô đi. Cái gì ốm? Gì ốm ra đây nè, phụ mẹ. Đúng rồi. Qua gì ốm cá không được. Không. Sao được? Gì ốm đâu mà nhìn mặt sao? Gì ốm á. Gì ốm á. Tạm xuống rồi nè. Ừ đúng rồi vậy. Con. Ờ chắc con. Mẩu. Chắc con nhảy. Mẹ ơi. Cái này ăn đâu có hết một bữa mẹ. Cái này còn ăn thêm một bữa nữa. Tại nhà mình đi lại giỡn hay gì? Trong không, trong giỏ thì ăn hết. Đi lại giỡn hay mà ở ngoài vườn mình à. Còn nữa nè. Đâu khỏe ăn hết một bữa này. Lại giỡn coi. Cầm lên mua đó mẹ làm giờ. Mẹ không cho cầm lên mua bưởi. Tại vì mua bưởi là để đất cho bưởi ăn. Không, em trồng ở ngoài mà. Nó xà ra. Ông là một của hai cây nè. Nè, cây này nó ăn cái bữa rồi nè. Có hai đứa mà bỏ. Cái này hồi đó con có bầu Vi con cầm nè. Đang lớn. Mấy tầm đặng chị mẹ ông Vi nó lớn nó có bụng nó mang nè. Có không? Chứ sao? Giờ ngoài này nha. Nè, tầm tên cái clip này nè. Clip này mà cút ngô để tầm nè. Nè, tầm ngoài nè. Nè, té nè, hai cách đây. Xong. Cái gì vô là không? Vô là không được cầm nè. Đổ mũi hả? Chưa sạch. Về là thấy mũi người ta. Dốt chai. Dốt. Dốt chưa sạch. Về là thấy mũi người ta. Hai dì Tư cũng vậy nè. Dì Tư đó, dì Tư hít chứ dì Tư đâu có hỉ.
đi hết mỗi chiều sáng đó, đó. Đi không được. Được. Đi cũng bệnh, Vi cũng bệnh chết trời. Thời tiết xấu. Vi hay đi tư lên Vi. Vi bệnh trước. Cơm nóng lắm. Đây có mấy cây là bông móng tay nữa nè. Đây đây cây đu đủ cái nè. Một cây, hai cây. Để cho nó lên luôn á. Đứng lại cái mô trầm chứ. Thôi đừng trầm ngó nó đi. Để cái mô. Cái ta cầm xuống đá mẹ nhổ kìa một. Tay tím. Tay tím. Đây là bữa nay ăn ra bùn ngót. Xong rồi ngày mai ăn mùng tơi với bùn ngót. Mốt em có bùn ngót. Còn nhỏ mà. Đây mà mốt quá nó ra trái vậy. Mới nó ra hột rồi mình hái đâu. Cây kỳ đã. Cái thằng kỳ mới trồng mà đen. Đâu? Cây này cây phúc hoa nè. Thằng kỳ, cây này cây phát hoa. Cái thằng kỳ là cây nào? Trong hai chậu đó đó. Cây này ủa ăn hả? Sao nhỏ xíu mẹ, mua nhiêu rồi mẹ? Để cho. Để cho. Ừ. Cái thằng kỳ để làm gì? Để trồng nó ra cái trái. Ủa vậy là. Để chừng nào nó ra cái trái cái bắt đầu ai muốn ướt gì á, đứng gần cái thằng kỳ nhắm mắt lại. Không ướt, ướt không mà đi vô nhà. Mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường. Ướt ướt bạn á, không cay. Mà có thiệt mà. Xin chào các bạn. Bữa nay á, hồi sáng này nè, thím bãi qua nhà mình chơi, cái thím bãi hỏi là nuôi chó không. Qua thím bãi cho chó con. Thì bây giờ mình với lại mẹ với lại Tiền với lại Vi qua bển bắt chó về nuôi. Bắt chó con. Đi. Bỏ bé vô đi nè, bỏ bé chó vô. Đi vô không? Đi vô đây ba kinh đi. Chó mẹ của nó màu gì? À, màu trắng, nó có lông trắng trắng đó. Hả? Chạy đâu á. Chân đó. Bắt cho Vi kìa. Hai con này giống cha nhiều hơn giống mẹ. Bắt cho Vi nha. Bắt bãi. Đây để tôi bắt cho Vi nha. Ờ Vi có ai bà bãi chưa? Ai bà bãi rồi. Ừ, ai bà bãi đàng hoàng. Con nói là cảm ơn bà bãi. Giỏi. Sao đi không mang dép đi ẩm không ạ? À? Dép đâu?
Dép bãi. Dép của con đâu bà Bảy, hỏi dép con đâu rồi? Dép rồi. Dép rồi. Thôi thôi. Dép rồi, dép. Dục Dũng rồi. Dục Dũng rồi. Dép xấu hay là Dục Dũng hả? Dép đẹp không mà Dục? Dục đẹp, uống được dép không? Dép đẹp hơn rồi, bà Bảy hỏi dép đẹp hơn kìa. Thằng chó này hiền ghê mẹ. Hiền. Hiền. Sao Hiếm Bảy không nuôi nữa mà Hiếm Bảy cho? Hiếm Bảy còn chó lớn. Hả? Giờ còn đẻ nữa hả? Còn chó mẹ nó đó. Ừ. Đây. Đây, tao đi cưng cưng cháu nha. Một trong hai con rực ra thôi. Thôi thôi. Giờ đi thôi, bắt vô vỏ bỏ cho ra chi. Rồi bắt vô vỏ. Vô. Cầm vỏ ra mày bắt, mẹ bắt cho. Cho con chó Vi vô Vi bắt không? Bắt không cho chó về nhà nuôi không? Cho Vi nuôi nha. Vi bắt không? Chịu không cho Vi? Chịu không? Chịu. 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 Không gì. Chịu. Chịu gì. Cái này mỏ nhỏ nè, mỏ nhỏ khôn nè. Mẹ mình bấm răng đó không mẹ? Hay là để răng? Thôi để làm chi. Chân Vi làm cái mặt đây. Khôn nè, lanh nè. Chân đỡ cái gì? Bấm cũng được. Bấm hai mấy cái răng nanh của nó. Nó muốn bấm răng nanh là còn nhỏ thì bấm dễ nè. Cái này hình như có cái sái lưng nè. Có sái lưng hay gì á? Mẹ có cái sái kìa mẹ. Sái lưng cháu Phú Quốc không mày? Thường tao nói cho chó sẽ lên là chó Phú Quốc. Bây giờ like chó Phú Quốc kìa. Chút đi con. Mấy đứa còn đắp luôn mình. Bắt đắp đây nè. Đi bắt đây. Ờ bắt đây nè. Bắt trong đây nè hả? Bắt đây nè. Trời ơi. Vậy là con chó này khôn nè, cái nữa khôn lắm nè. Cái khác thì được chung. Con này là con của con này con cái nè. Hình như hai cái. Con đó kêu chó nè. Đâu kêu chó thì mẹ coi đi. Hai cái hả? Ờ. Đi kêu chó thì mẹ coi. Hai cái hả? Phải không ạ? Hai con cái hết. Hai con này. Trời ơi. Con mình vàng khôn hơn nè. Có đuôi trắng mà. Chân trắng đấy, bạn cắt út cắt luôn. Được hả? Được không? Có rồi. Tự nhiên có đuôi trắng không thì cũng tốt. Nhiều quá là tốt hả? Này bốn chân trắng này có út trắng nữa. Con này trắng nữa. Con này mốt màu đen nhưng mà con này lớn chắc màu vàng quá. Đồ phèn á. Thứ gì đó bên ngoại á. Vàng mà nó mở mình cái tên ngoại mình cho mà. Chứ già rụng răng. Giờ về mua thuốc à, sổ lãi. Ông già xấu xí ông già cũng già. Không. Hai con này ăn hai thuốc. Cho uống thuốc sổ lãi thì cho hút gì nữa. Thì thuốc sổ lãi cho tổ thuốc lãi sáng rồi cũng ngủ nha. Nó không có sáng. Tôi ghép nãy con nào lớn. Nó ăn nó vậy á, phân cũng dơ. Có được chứ không dơ. Sáng đó á. Phải sổ. Cái nào lớn lâu lâu sổ lâu lâu có mua gì sổ lâu lâu mua gì sổ để là lâu quá sợ nó có sáng đợi cái bông này cái cây này nay tốt dữ ra nay bông ít mấy nay mưa xuống nữa Khánh Bảy ơi mai mốt Khánh Bảy cho Khánh dạy hộp về tầm nha Khánh Bảy nay cũng có trái thua rồi đó có trái thua bắt đi rồi chuẩn bị bắt chó bây giờ mình tiến hành bắt chó nè. Vừa đưa nàng về dinh về nhà bảo nha dạ dạ mới rồi này dung sách đi rồi tôi dễ giống dung tiêu giống dung thì khô á nó không có nó không có la mọi lần à, nó đi học về anh mộc ảnh kêu vô cho hai chó nó xách về tôi nói ngủ im ke không có la còn con Tiền với con Khánh đắt chó về la thầm luôn Khánh cảm ơn Khánh Bảy nha. Khánh về Khánh Bảy ơi. Thôi Bảy về đi. Thôi bà Bảy về nè con. Khánh ta lại. Khánh ta lại. Bà Bảy cho con chó đó. Con ạ, à, con cảm ơn bà Bảy đi. Cảm ơn bà Bảy đi. Nè, bỏ vô vỏ rồi kìa. Cho con chó nè. Rồi con cảm ơn bà Bảy đi ạ. Cảm ơn bà Bảy. Phanh ta, phanh ta lại đã phanh ta lại. Phanh ta lại đàng hoàng. Phanh ta lại đi con. Vi. Phanh ta lại. Phanh ta lại, cảm ơn bà Bảy. Cảm ơn bà Bảy. Cảm ơn bà Bảy. Giỏi. Giỏi. Bà Bảy con về. Về em Bảy. Về em Bảy. Khánh cảm ơn bà Bảy. Khánh cảm ơn Bảy nhiều. Tính nói cảm ơn bà Bảy. Đỡ quá, đừng ai chó. Mẹ
ghê. Vậy nuôi. Vui quá nè. Vui quá. Vui quá hả? Coi nhỏ nhỏ. Ôi nó nói vui quá hả? Nói nó vui quá nè. Vui quá. Ngoại hùng. Ngoại hùng. Vui quá. Chơi kìa. Chơi tiền. Chơi tiền kìa, chơi tiền nắng kìa. Hả? Chơi tiền. Sau khi mà sinh chó ở bên nhà của Hiếm Bảy rồi thì bây giờ mình dắt chó về nhà. Nhưng mà trước hết thì để cho nó quen ở bên chòi trước đi. Chó này. Tại vì mình tính là cho nó giữ cái chòi. Chó này của chị Ba sinh về phải không? Ừ. Dạ, chó này của chị Ba. Ừ. Chó Dung. Chó Dung. Chó Dung. Chó Dung à. Mới tiền á. Cho tiền á, làm cho tiền đi. Chú à. Chú hai á thì đang trẻ nẹp te. Để là để cặp nẹp dách. Đi vô nhà đi, vô nhà nghe con. Trời. Trời. Ừ, đặt cá tên gì không? Tên gì vợ? Cá Dung. Cá Dung Lê. Bích là ba lít. Bích là ba lít. Bích lốt 4 lít. Bích đu. Giờ mình đi lên chị Sáu đi để hồi tối ạ. Đi. Ủa? Mở Út kìa. Đi chợ về. Có cô bán cái nó bự kẹo quá. Đó, kẹo bán nhóc mà. Có gì đâu kẹo. Một phần của kẹo. Ờ kẹo nữa. Có gì? Giấy gì? Giấy đó đó. Giấy đó đó. Ờ nhóc kẹo luôn, có hai cái bánh bự chảng luôn. Xe. Mua kẹo vừa cho ai mở? Rồi sáng. Nay gửi lên thành phố hả? Hả? Mấy bà ăn gì á? Đông mấy á? Mất hụt hả? Ờ, Quỳnh Đức. Lấy họ chi cho mất tiền chứ mốt, phải chứ cái trần gì? Thôi, cái nông ăn, cái nông biết ăn vừa không? Ngán là sao? Ăn gì đừng không hợp, cái trần nó rẻ hơn. Sao rẻ? Trần nó rẻ không hợp. Trần nó rẻ. Ừ, nó không đẹp mà rẻ. Em có cái đẹp nữa. Mà Nam, ủa bị hả? Mà Nam chờ mốt về ăn cháu gà. Dạ rồi ăn. Trời ơi, nấu đợi chứ nãy giờ nó đợi. Ở nhà ăn tết đi, ăn mới ngon vậy chứ hả? Nấu thì ăn nước, ăn nước thì được rồi. Không ăn không ăn. Thôi. Ăn cây vậy? Ăn chê, ăn tiền. Mẹ có cái bọc tiền cái, chê lẻ liền. Cho tiền thử đi, cho mấy ông. Bán hộ thôi, lại đi về. Thôi, ăn không ăn luôn, mới gói gì vậy? Mới gói á. Mới nắm gì vậy? Mới hai tao quỳ. Ủa đâu? Nè, ngốc cái kia, con nhớ không ăn hả? Gờ gờ thử. Còn nóng. Còn ấm ấm luôn á. Thôi thôi cái nào mà trả trả mở đi. Thôi mà xin gì cho mẹ đi. Đấy đi. Đi mở, con bánh ăn mở. Đi con bánh đợi nãy giờ đi ngủ đặng ngon. Bánh đang thèm. Thèm thịt gà. Dính răng hả? Dính răng. Ai có dính răng con rồi. Mẹ nhai chắc dính luôn hàm khăn giả trong ngày quá. Không, mà khăn giả cũng không có dính. Ủa vậy hả mà nào? Thôi cậu Nam. Thôi cậu Ba. Con hư bạn gì cậu Nam? Này cậu 8. Dạ cậu 8. Nam. À, con ở lên nha. Dạ. Rất ghê. Dạ dạ được rồi. Được rồi, được rồi. Con gan sao? Rồi con gan. Dạ. Cái gì mà Nam? Dạ. Cái gì vậy? Ở đây nè. Ừ.
đâu rồi, con đang làm gặp dịp ha, đâu rồi gặp dịp ở bắt cái đèn cho em. Để ăn xong gì đi. Mà Nam, chỗ Nam ơi. Trời ơi, từ sớm giờ lâu muốn chết luôn nè. Tại sao lâu không ăn cơm đâu? Chén con không gấp tiêu. Cũng tiện đi, nó không tiêu. Có đầu mà Nam còn ở đầu không? Cái đầu đi nè. Mợ nè, mợ không có ăn đầu. Có phô câu không? Có phô câu luôn nè. Nhà mình ăn toàn đầu giò phô câu phô cánh không? Ăn độc không à? Chị ba. Đậu nhá. Trời ơi mấy cái này ở gần nhé nè, cánh nè. Có giò kìa. Giò. Ủa nữa không? Ừ. 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 Rồi bây giờ mình phá bên nữa. Mình giấu quá. Rồi mình mất qua ba mình sạch. Lên nè, ụt lên. Chứ gờ. À bỏ ra bên. Ăn hư cho nó cái lần á. Ngửi chai vậy hả? Nè, mấy mày ăn vô. Đi đó kia anh sao? Dạ dạ. Chưa mua được. Ờ, anh chưa đuổi ăn mỏ. Có phải vậy? Uống miếng nước rồi cho anh. Dưới rồi dắt đất trật. Ngoài bờ kinh á. Sao mà hốc thao được chìm vô luôn. Làm ơn hỏi Mina hả? Hỏi Mina hay gì hay gấu á? Dọn chặt hết nha bờ kinh á. Móc lên. Uống sửng rồi. Cà phê lần hả? Cà phê gấu á. Cà phê tròn. Không phải cà phê tròn mà nó không phải là tròn nha. Dạ một cái hóm ăn luôn. Dạ. Mà Nam ăn mà Nam. Chừ mình cậu Nam cái gan á cho dễ ăn mà Nam. Nhà này là nhà của bà Tư, mẹ của dì Sáu, nhà của dì Sáu bên đó. Mình nhìn qua cái thấy à. Mát chưa? Tới rồi 10 lần rồi đó. Ông nói lâu, ông nói lâu lắm đi hết. Cái bự quá trời. Thì bự để ông lấy mấy tháng trời rồi. 10 lần rồi. Ở đây nhiều nè. Cái này bớt nè, cục nó bấm vô dữ lắm nè. Ông mới có 10 lần à. Bữa nay thì mấy chị em mình xuống nha, thăm dì Sáu. Ông nói cái này mà ông hậu hậu 10 tháng là mẫu rồi, đi mẫu mười mấy triệu á. Không nói đi mẫu á. Hả mấy đất kêu ha đi khoáng. Hôm có lâu rồi. Mẫu hai. Thế bữa đó kỳ kỳ vậy sao nó vô lên quá trời luôn rồi giờ mà không có. Ăn cơm gì? Hả? Nói rồi. Ăn cái cơm với gì? Canh gì? Canh gì con? Canh chua. Canh chua có cá không? Có. Canh chua bà cụ cho. Canh cụ cho hả? Ừ, nó đang cho. Nó giờ dù chán thôi bà nó vậy. Mắt nó sưng hoài giờ nó không hết. Cho vậy cho canh chua. Giờ sưng dày này đi hoài cùng ở thân giờ không hết giờ qua Minh Đức. Thì thấy mốt này qua Minh Đức à. Minh Đức đi xét nghiệm đi làm tổng quát rồi bị bệnh gì hoài không hết. Rồi hả? Ừ, mẫu rồi, mất mẫu nè, mất mẫu đây nè. Mẫu mất bên nè. Còn mắt này mẫu không có mẫu, mắt này mẫu nè, mắt này đang có cườm nữa nè. Bây giờ không mẫu nữa đó. Ừ, nó sưng vậy á, nó sưng cái mặt vậy ha. Dạ, giờ tới đầu nó ngắt, thay đổi nó ngắt. Nhồ nó ngắt khó mà có vấn đề. Nó khó chịu dữ lắm. Có cái gì đó, nó không được bình thường. Nó sưng vậy nó khó chịu lắm á. Rửa nước vậy ha. Nó làm nó gắt gạt, nó làm gì khó trong mình. Ngộ vậy ta. Cái này đâu phải là ngoài da đâu mà sao kỳ á. Vút được mấy cộng bây giờ nó tê tay giọt mẹ vậy. Mẹ ngày bằng nó hỏi mẹ cứ ngắt như đời. Dì Sáu. Hôm nay dì Sáu đi trị gì chưa? Trị gì chưa? Trị gì? Hôm nay trị gì? Đồ coi trị mắt trị cái bú cổ hôm nay nó bị nghẹt cái tổng nó nghẹt. Nó nghẹt cái nó đầu họng quá trời luôn đi trị tùm lum hết trơn à. Rồi sao nay đi lắm. Giờ nói giờ đi con mắt này giờ ha, bác sĩ Tiết ở Bến Tre nói về trị luôn liên tiếp luôn là 3 tháng qua bệnh đó là bà sôi coi lỗ gèn có lỗ gèn bà trị con mắt cho chứ nếu mà con mắt này mà không trị nữa nói bà nói lên thành phố mổ lại nữa đó mổ là mười mấy triệu bạc đó bà nói rồi bà nói bây giờ gắn qua bà chờ theo qua bà 5 ngày là đi hôm nay đi hoài luôn ngày nào cũng được bác rồi lớp thì miễn nó đau họng thì chạy lên con Dung lên đây nào mua thuốc mà ghét đủ đầu họng đời đầu họng cái thằng hắn nó nghẹt cái đầu nó ăn à không phải nó ngạt cứt cái đầu ăn cơm nó nghẹt nó ăn cơm nó mắc ngạn hoài luôn nó nói vậy vậy á. Chị Sáu đi đừng chị Sáu gán đi trị bệnh nha. Chị Sáu gán đi tị rồi giờ gán giờ đi lắm nhiều không có chịu tướng thì tị tướng trời ơi hổm này không nào nhờ cũng lắm rồi mấy hổm này không nhờ gánh tiếp tiền hay là không có một đồng xu mà đi từ bệnh
không có tiền nuôi đi. Nhờ nó hỏi người ta, người ta cho chứ. Rồi nó nhờ nó cho giúp cho gì vậy. Chứ hôm nay ổng không giúp đâu. Thánh đâu có giúp cho gì sáu đồng nào đâu. Còn là mấy mấy tay anh đồ giúp gì. Chị sáu. Có gì kia ở bên Mỹ. Gửi cho dì Sáu 100 đô. Mà Khánh đổi ra giùm dì Sáu luôn. Đây, Khánh đưa cho dì Sáu. Cảm ơn à. Đến đây. Cảm ơn. Có nói quay ra tổng không? Có, dì Sáu nói đi. Thì nói dì Sáu cảm ơn những người nào mà giúp dì Sáu gì hết, cảm ơn nhiều. Thì nói gì nữa không? Nói gì đó không? Thôi đó, cơ bữa hổm ha. Nó nhức lỗ tai ha. Băng là hồi quá tài nhức luôn, không có mặn gì được đâu. Bệnh vậy đó ha. Quá tài lỗ tai luôn rồi ha. Đi khám lỗ tai. Vậy khám lỗ tai nói giờ lỗ tai vậy giờ. Con mắt bà hết bệnh rồi bà mới trị lỗ tai được. Bây giờ lỗ tai bà bây giờ nó nổi tổng á, bây giờ nó nhức hoài bà không chịu. Đấy. Trời mưa lắm. Tại vì vậy sao cũng chết á. Tại vì sao mình là không có xem đa, cũng không có ai mà chở đi đổi tiền hết. Vì đi cái túi tiền nhiều lắm, bị chứ không ai chở đi trơn á. Đi mỗi lần đi là kêu xe vợ con Hải này nè. Đổi mấy công đi tốn tiền nữa. Chứ sao tiền sơ ôm. Mỗi lần đi là kêu xe tuốt một bữa, thằng Út còn bị tường không? Còn bị tường không? Bây giờ còn những anh đi đó. Thằng Út chở đi không á? Bữa nào kêu chở cho. Tiền ăn á. Chị chở không? Chở đi không? Chả, rồi mình đã dòm nói thiệt riêng rồi mấy sáng không là nói gì à, chứ không có dòm chứ không có đi thông báo rồi giờ mà nếu mà tao không đi chạy tao nằm viện nữa đó thôi giờ tại mưa rồi giờ tụi Khánh phải đi về giờ gấp hả dạ gấp rồi gấp rồi hả dạ gấp thì cảm ơn rồi rồi cảm ơn rồi cảm ơn gì sao dạ về gì sao đừng khóc nghe đừng khóc nữa nghe khóc hai lần rồi bữa nay là nãy muốn gừng gừng nước mắt nãy nãy gừng gừng cái gì mà ốc cản lại cái gì sao đánh không nhờ anh nói không nhờ không nhờ Khánh hôm nay sao đây để bệnh viện à khóc nữa khóc nữa nói gần nói gần 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 thôi em về luôn gì sao khóc nữa không dung về dung nó về luôn à về luôn à dạ bữa nào lên thăm gì sáu tiếp Khánh về nha cô hai về nha dạ. Cô ba về nha bữa nào con nói với cô hai con Khánh nó lên nói cái nhà con vậy giờ cô hai cho con tại vì con mua cái miếng về con tùm lên mua cái miếng về tùm nhà lên hả miếng về con tùm cái nhà con làm lên bây giờ nó vô ai như bắt bả phải kìa chết luôn chết phải nào phải nào ai biết bắt phải nào phải nào nào, làm nhà tường hả? Mày ba đó. Ba phải không? Không, một cái miếng bạc đó đó. Nó nói một cái miếng bạc vậy đó, nó trùm lên đó. Làm nhà tường. Nhà tường. Vậy. Lạp thôi phải không? Lạp thôi phải không? Làm nhà tường luôn. Thôi. Làm nhà tường luôn. bà sách nổi không nổi bà chụp đi bà chụp bà đi cúng kiến rồi nói đó bà bệnh hoài là cúng chừng bà mắc 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 bây giờ bữa sách nhỏ sách thì mua con chí thịt nè nguyên cho củ lỏ để đỏ về đặng nấu đặng cúng mừng năm cái địa đường nói á bà sách nổi không nổi bà dục bà quăng cái dũng bà dục đi rồi bà đừng cúng kiến gì nữa đó bà cúng chi bà bệnh hoài bà đi bệnh viện hoài mà bà cúng không biết nói vậy hả ừ nó tự nói tao nói út giờ út bự đây nè út nhỏ bự nó cười quá trời đâu ai cũng cười ra đường ai cũng cười ta thôi đi về về luôn gì sao chúc xỉu cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha bây giờ thì mình sẽ vô nấu canh rau mùng ngót cho gia đình mình ăn. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn nhớ bấm like và đăng ký để có thể xem những video tiếp theo của mình. Những cái video của mình thì chỉ là những cái cuộc sống xung quanh của mình thôi chứ không có gì lạ hết á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.